còn có rau thiên lý nữa nha. Thiên lý nhà chồng. Bố thử review cho em một miếng thiên lý xem nào. Bỏ miếng bơ vào Linh ơi. Thiên lý thịt rau, thiên lý xào thịt bò ăn tại chỗ. Nó có lấy cái nào mà trong trong đó là nó chín rồi đó. Ăn đi. Review it. Can you try it and see how? Flour, okay. So, it's really hot. Con ăn con phải thổi nha con. Ok, bố ơi tắt bếp đi. Ô, không phải tắt bếp mà bật lửa nha. Bật nhỏ đi. Phải dở lên cái cháy. Mới thì mới đã trước.